quãng này vừa qua thì em đã nhận được những giá trị gì? Chào tất cả các anh, tôi là Nguyễn Thị Thùy Linh, là CEO và founder của công ty trách nhiệm hữu hạn Lacy Việt Nam. Và trong 3 ngày trải nghiệm về NLP, đây là lần đầu tiên mà tôi được học về NLP. Thực ra là đã trải qua rất là nhiều lớp học rồi, nhưng mà khi mà đến lớp học này thì mới cảm thấy một điều như này: nếu mà mình biết được nó sớm hơn thì chắc chắn là những cái kiến thức mà mình được học từ trước đến giờ á, nó sẽ được vận dụng một cách triệt để hơn và tốt hơn. Nếu mà mình đã từng bỏ 1 tỷ ra để mình kiếm được 10 tỷ cho đầu tư tiền đi học, nếu mà học NLP sớm hơn thì vẫn là 1 tỷ để có thể kiếm được ra cả 100 tỷ rồi. Và rất là hạnh phúc, rất là tuyệt vời, và hơn nữa là cái cách truyền đạt của thầy Hương thì rất là dễ hiểu, nên là học mà quên luôn cả cái việc là mình đói bụng, mà học xong thì mình nhớ là mình đang đói bụng. Có một cái điều đặc biệt nữa ở thầy là thầy có thể thấu hiểu tất cả những gì bạn nói, và thầy có thể hỗ trợ bạn tần tật những cái gì mà bạn khó khăn. Nên nếu mà bạn nào chưa biết đến NLP hoặc đã từng biết đến nhưng còn quan ngại về cái việc là mình có nên tham gia hay không, thì bạn hãy thử để cho mình một lần đi. Bởi vì là tôi nghĩ rằng là mất 26 triệu thì bạn cũng chả chết đi được, nhưng nếu có 20 30 triệu để các bạn thay đổi một cuộc đời và cho các bạn những cái mục tiêu lớn hơn thì chắc chắn là nên thử. Và tôi là minh chứng sống cho điều đấy. Các bạn có thể follow Facebook tôi để có thể biết được thêm nhiều hơn những quá trình mà tôi đi. Và chắc chắn rồi, từ kết thúc khóa học này, bây giờ mới là 3 ngày thôi nhưng tôi đã thấy cái sự chuyển hóa rất là lớn. Và sau 6 ngày kết thúc ở khóa học này, đây là khóa cơ bản nhất thôi, thì chắc chắn cái sự chuyển hóa nó còn lớn hơn rất là nhiều nữa. Và gửi lời tri ân đến thầy, gửi cảm ơn đến thầy mặc dù chưa chưa kết thúc khóa nhưng mà đã cảm thấy là giá trị nó nhiều hơn những gì mà mình như hơn cái học phí mình bỏ ra rồi. Thật tuyệt vời. Chúc mừng em rất nhiều. Cảm ơn em.